Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một cửa hàng. Theo chia sẻ của chủ cửa hàng cho biết, khi đang ngủ trưa tại cửa hàng, do mệt nên ngủ ngon quá, chủ quan không chốt cửa. Tên trộm đã lẻn vào trong cửa hàng lục lọi tủ đồ, thậm chí hắn ta còn dám móc chiếc điện thoại smartphone trong túi quần cô chủ khi cô đang ngủ say. Nhưng thật may, sau khi tên trộm lấy được chiếc điện thoại ra đến cửa thì đúng lúc cô chủ cửa hàng thức giấc và kịp thời chạy ra cửa quát tên trộm. Này, ông định làm gì đấy? Lúc này tên trộm đã ngoan ngoãn trả lại chiếc điện thoại smartphone cho cô chủ. Và cô chủ cũng không quên dọa tên trộm, liệu hồn đấy nhá. Sau đó tên trộm lên xe máy bỏ đi. Tiếp tục trong một video khác được chia sẻ cũng do camera an ninh ghi lại tại một cửa hàng bán quần áo. Có vẻ như cũng chính là tên trộm này, hắn ta đã lẻn vào bên trong cửa hàng khi cô chủ cửa hàng đang nằm trên giường quay mặt vào phía trong mải nói chuyện với người khác qua điện thoại. Chiếc túi xách của cô chủ để trên ghế đã trở thành món mồi ngon béo bở của tên trộm này. Theo như chia sẻ thì có vẻ như tên trộm này đi khắp nơi ở khu vực Mê Linh Đông Anh, vẫn dáng người ấy, vẫn chiếc xe số màu trắng đen, vẫn chiếc mũ bảo hiểm đó.